Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính thưa quý vị, nhân quả nhân họa là gì? Phải chăng mẹ thiên nhiên đã nổi giận trừng phạt chúng ta? Đó là bài viết của tác giả Peter Ford về vấn đề lũ lụt tăng thương tại miền Trung Việt Nam hiện nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Miền Trung biến thành biển nước, núi đất sụp lở, mấy chục mạng người đã chết tài sản nhà cửa đường xá bị hủy hoại tiếng khóc than vang xấu trời xanh tất cả những người việt nam có lương chi đều hướng về miền trung thương xót miền trung nhỏ lệ cho miền trung chung tay cứu trợ miền trung phải chăng mẹ thiên nhiên đã nổi giận trừng phạt chúng ta có người gọi đây là thiên tai đổ tại ông trời nhưng nhìn sâu vào vấn đề thì đây chính là nhân quả là hậu quả do con người gây nên thiên tai chắc chắn sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho chúng ta nhưng thiên tai là sự tồn tại khách quan không thể cứu vớt được nó giống như chuyện đã đành giống như sớm muộn gì con người cũng chết nói thiên tai là khủng khiếp là tất yếu chẳng cần bàn đứng trước thiên tai con người chúng ta có thể đoàn kết chung tay nhau cùng vượt qua nhưng nhân quả là thảm họa do con người gây ra dựa trên nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau con người vi phạm các quy luật tự nhiên và xã hội mang lại tai họa cho chính mình tôi tin rằng thảm họa do con người gây ra còn khủng khiếp hơn thiên tai xung đột lợi ích làm cho tất cả những điều này không thể tránh khỏi rõ ràng tránh được nhưng không tránh được là kinh khủng nhất sức tàn phá của những thảm họa do con người tạo ra gây ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài một phần lớn các thảm họa do con người gây ra là do lòng tham của con người so với thiên tai thì nhân họa có mục đích hơn có tổ chức và kỷ luật hơn hậu quả của những thảm họa này thường là bi thảm hơn và nghiêm trọng hơn chiến tranh thế giới thứ hai là một ví dụ điển hình nhất chỉ riêng lòng tham của chủ nghĩa phát xít đã khiến cho cả thế giới trở thành lò luyện xác của địa ngục tai hại gây ra từ gió, mưa, sấm chớp thì chắc chắn là thiên tai. Nhưng con người có thể chống chọi lại với mưa gió, thiên tai không gây gớm lắm. Đáng sợ nhất là những thảm họa do con người gây ra bị đội lốt thiên tai. Thiên tai thường có thể dự đoán được, nhưng nhân quả lại thường rất khó phát hiện. Ví dụ như virus Vũ Hán, nó đến bất ngờ và vô hình. Ví dụ như sạt lở đất tự nhiên ào ào sập xuống, không kịp chạy. Thiên tai thường bao hàm thảm họa nhân tạo. Nhân tạo xảy ra thiên tai, mất mát đau thương. Thông qua thiên tai, bộc lộ phơi bày những tai nạn do con người gây ra và làm bài kiểm chứng về tinh thần trách nhiệm cũng như lòng tham vô đáy của các quan chức. Chúng ta nhìn vào những bức hình mà các quan chức ngồi họp trong phòng họp tràn ngập đồ gỗ. Nhìn thấy căn nhà 80 mét khối gỗ quý của tri cục trường kiểm lâm rồi các hòa thượng ngồi họp trong căn phòng toàn bàn ghế gỗ sang trọng. Một ông sếp tài nguyên môi trường ngồi cười ha hả như một con đười ươi trên một chiếc ghế gỗ hoành tráng. Họ đua nhau sở hữu những tài sản bằng gỗ quý, dùng quyền lực của mình để khai thác gỗ vô tội vạ mà không hề nghĩ rằng chính họ đang làm tổn thương mẹ thiên nhiên. Chúng ta khỏi bàn về sự nguy hại của việc chặt cây phá rừng, bởi đến trẻ con cũng biết đến sự nguy hại đó lão muốn chỉ trích về lòng tham vô ý thức, sự tự sướng man dợ của con người với gỗ. Một mình đốn phá cả khu rừng để đem về làm nhà, làm bàn ghế, giường tủ. Sao không nghĩ đến nhân quả? Sao không cảm thấy hổ thẹn bởi hành vi của mình? Sao không thấy đau lòng khi nhìn thấy đất nước tan hoang, núi rừng trơ trọi đất đá? Sao không nghĩ đến tai họa đang giáng xuống đầu dân? Khi anh đang nằm trên một chiếc giường gỗ nguyên cây, ngồi trước bộ bàn ghế gỗ nguyên cây sống dưới căn nhà toàn gỗ liệu anh có thể bình tâm mà hưởng thụ cái sung sướng với nhân quả núp dưới dạng thiên tai mà do chính lòng tham của anh gây nên liệu anh có thể ăn ngon ngủ yên khi nhìn thấy lũ lụt tràn ngập vào những nhà dân nghèo nàn đơn sơ nhìn thấy đất núi sạt lở giết chết bao mạng người liệu anh có thể quay mặt đi với cảnh tan hoang hủy hoại của miền trung còn vui sướng chi nữa nếu anh vẫn là con người. Chỉ có xúc vật mới bình chân như vậy, ngồi trồm hỗn, chễm trệ và tự sướng trên ghế gỗ, nhà gỗ như những kẻ trong ảnh. Nếu chúng ta không lên tiếng, nếu không đưa ra một đạo luật nghiêm ngặt, nếu không chỉnh trị thích đáng những kẻ tham lam quá nhiều gỗ, thì con cháu chúng ta sẽ phải chịu những hậu quả tàn khốc trong tương lai trong nhà dù có xây lát bằng gỗ quý đồ đạc bằng gỗ có hoành tráng đến đâu dù các vị cũng chết xuống âm phủ mà cũng không mang đi theo được để lại cho con cháu cái tài sản đẫm máu chỉ tổ để chúng gánh tiếp cái nghiệp chướng cái tội đồ nhân quả luân hồi của các vị mà thôi nhân quả nhân họa là gì phải chăng mẹ thiên nhiên đã nổi giận trừng phạt chúng ta kính thưa quý vị Vừa rồi là nội dung bài viết của tác giả Peter Ford. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.